sát khí. Nhìn nhìn bạn rất là giống Sơn Tùng ha. Có nét rất là giống Sơn Tùng. Em hơi sợ. Sao vậy? Sao Trân lại sợ? Nhìn mặt hơi có gì đó bạo lực. Mình thì tướng nhỏ con, người ta hay gọi là một con sói. Con sói có thể ác nhưng có thể bảo vệ bạn. Có thể bảo vệ bạn. Thì Neo sẽ gửi tặng cho mọi người ở đây cũng như là mọi người đang sống trên thành một bài hát mà Neo sắp ra mắt. Wow. Anh đã quen cảm giác một mình từ rất lâu, chẳng muốn có vòng tay ấm áp ôm mình từ phía sau. Một lần nào nữa đâu, một lần nào nữa đâu. Anh đã nhủ bản thân mình rằng sẽ chẳng thích ai, mà tại sao lại đắm say vì một cái chạm vai vô tình thôi mà đã làm tôi say đắm. Từ ngày ấy anh như người đi mất trí, cứ hay nghĩ về những điều vô lý. Chẳng biết mình đang làm gì, chỉ nghe con tim đang thầm thì. Những câu nói mật ngọt ở trên đầu môi chỉ là cảm giác thoáng qua thôi. Mà tại sao lại chân thật đến thế? Tại sao lại cứ làm tôi mãi mê? Mình nghĩ là phần điệp khúc mình sẽ giữ lại ha, để cho các bạn đợi chờ, nhưng mà mình sẽ đọc đoạn rap cho các bạn nghe. Ok. Người dân thoáng qua sao lại cảm thấy có duyên phận, có tình với người ta liệu từ chối hay là chấp nhận. Ngoài mặt cứ bảo không thích nhưng trong lòng lại cứ mong chờ, mong một lần được hung hít dù bị gọi là thằng khờ. Tự tôn của thằng con trai thì luôn nằm ở trên đỉnh, đã bảo là không muốn quen nhưng thật ra là đang si tình. Chỉ người ta bày tỏ chắc có ma mà nói tán, và anh vừa chợt nhận ra thiếu em cuộc đời được thật nhàm chán. Wow. Yeah. Hai bạn nữ nghĩ sao? Sao mà thấy bạn nhìn nhau với cái ánh mắt kỳ cục quá vậy? Thật ra là do mình khi mà mình đứng lên sân khấu á, mình cảm giác là mình muốn làm chủ nó. Và mình phải có một cái sát khí. Tần số tình yêu mùa 2, 21:35 thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV7.